Vì Tết sắp đến ấy, cho nên mình sẽ chia sẻ những cái loại mứt đơn giản mà ai cũng có thể làm được ấy. Ở đây là mứt cà rốt ạ. Cà rốt thì mình dùng một củ cà rốt này. Mình làm ít thôi ạ. Đây là mình hướng dẫn làm video hướng dẫn thôi, còn bình thường làm thì mình phải làm một âu to. Đây ạ. Cắt hoa, tỉa hoa đơn giản như này thôi ạ. Cái tỉa mỏng một chút nhé. Và đây là bát nước vôi trong. Mình hòa vôi tôi, vôi ăn trầu ạ. Lấy một bát nước, sau đó mình lọc nhẹ nhàng như này để lấy cái nước vôi trong. Đây, còn cái phần vôi dưới này mình bỏ đi nhá. À đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ngâm nhé, đến cho khi nó cứng lại. Em mình thường thường mình ngâm từ 2 đến 4 tiếng tùy ít, này thì mình chỉ tầm ngâm 2 tiếng là được thôi ạ. Cho nó cứng lại, sau đó mình sẽ đi rửa thật sạch với nước và mình đi ngâm với đường là được ạ. À, bây giờ khi mà mình đã ngâm được khoảng 2 tiếng này, mình kiểm tra mình thấy nó rất là cứng này. Ngâm nước vôi trên trong để cho nó cứng mà, mứt của chúng ta nó cứng mà, thì sẽ làm thành công ấy. Thì bây giờ mình đi rửa sạch và mình để ráo nước và sau mình ngào với ngâm với đường ạ. Bây giờ mình đi ngâm với đường nhá, để cho nó ráo nước rồi xong. Bây giờ mình ương ngâm với đường, ngâm đến khi là đường nó tan là được. Đây là khoảng 150 g cà rốt thì mình cho 100 g đường hoặc 100 đến 110 g đường nhé. Đảo đều và đợi cho nó ngấm vào là được, ngấm và nó đường nó tan hết là được các bạn ạ. Chắc mất từ 1 đến 2 tiếng ạ. Được, khi đường nó đã tan hết như này rồi ấy, mình sẽ đi cô lại để thành mứt nha các bạn nhé. Bây giờ các bạn đổ vào cái chảo để mình cô. Ban đầu các bạn cứ để chừa lửa khá một chút để cho nó sủi và nó bay bớt hơi nước đi, sau đó các bạn cho lửa vừa và nhỏ nhé. Ban đầu thì mình không cần phải làm nhiều. Cho lửa nhỏ hơn một chút nhé, cứ cho lửa nhỏ dần. Khi nó cạn sạch nước rồi thì các bạn là cho lửa nhỏ hơn nữa và đến khi nó gần được thì cho nó ở cái mức thấp nhất. Bây giờ chịu khó đảo tay một chút cho nó đều. Sẽ là những cái nó dính vào nhau. Còn đường này nó dễ dính ấy. Tí nữa đường khô lại thì nó mới không dính. Cho nhỏ hơn, cứ cho nhỏ nhỏ dần. Bây giờ các bạn cho lửa thật nhỏ cho mình nhé. Tí nữa cho lửa xuống thêm lần nữa. Để cho xuống luôn đi, vì nhiệt độ trong chảo bây giờ đang rất là nóng, để cho nó cô thành đường kết tinh và bắt đầu nó cứng hơn rồi đấy ạ. Đường ấy cảm thấy nặng tay hơn khi chúng ta cô đấy. Các bạn chịu khó một chút đảo và đun lâu một chút. Bây giờ nó đang sền sệt đấy các bạn, nó đang bắt đầu nó đông lại đấy, nó cứng lại ấy, để sau nó tạo thành cái đường bám lên mứt đấy. Đảo thêm một chút nữa xong mình gỡ nó ra để cho nó không bị dính vào nhau. Lúc đoạn cuối này mà các bạn không làm cẩn thận là nó sẽ không thành được đường kết tinh. Đấy là do các bạn cho lửa to quá.
Khi mà khô hết nước này các bạn cứ hạ lửa nhỏ dần và chịu khó đun ở cái nửa liu riu nửa nhỏ. Đây, đang chuẩn bị được rồi đấy, nó đang cứng dần rồi đấy. Đường trắng đang bám lên rồi đấy. Bây giờ mình sẽ gỡ nó ra để cho nó không bị dính vào nhau quá. Đảo thêm một chút nữa để cho nó sẽ rời ra thêm rồi mình sẽ gỡ sau. Vậy đó. Gỡ ra dần nhé. Vì sao phải ngâm vào nước vôi trong để cho nó cứng hơn ý các bạn. Cà rốt đã cứng rồi nhưng ngâm vào nước vôi trong để cho nó cứng hơn, để khi mình làm nó sẽ ngon hơn ấy. Mình còn không làm bằng nước vôi trong ấy thì các bạn làm bằng nước vo gạo thì nó sẽ không được ngon như thế này đâu ạ. Thì nó sẽ bị teo đi rất là nhiều. Đảo thêm cho nó khô thêm nhé. Đây mình cho lượng đường nó vừa phải cho nên khi mà mình làm này cái đường kết tinh nó không quá nhiều, ăn nó cũng đỡ ngọt đi rất là nhiều. Gỡ ra nhé. Gỡ ra những cái nào nó dính quá này, gỡ ra. Các bạn kiên trì cái đoạn cuối này một chút nhé thì chúng ta sẽ có món mứt rất là ngon ạ. Mà không phải mất công đi mua ngoài quán. Tết các bạn cứ làm vài cái loại mứt này là mình sẽ có đủ các cái mứt cho gia đình. Sắp xong rồi đấy ạ. Thêm một chút nữa cho đường nó bám đều là được. Mình sẽ trộn luôn vào cái đĩa mứt gừng mình làm video trước ấy. Tiện thể hôm nay mình làm mấy loại mứt liền. Mỗi thứ mình làm một ít như thế này. Chưa mua được bí. Nếu mua được bí là mứt bí ấy. Bí thì phải mua bí già, mà bây giờ chợ mình thấy người ta toàn bán bí non ấy, và bí nó chưa già ấy. Bí già ăn làm mứt nó mới tốt ạ, thì nó mới làm được, nó mới cứng mới làm được mứt ạ. Làm mứt thì cần phèn chua và nước vui trong, hai nguyên liệu đấy thì mình có rồi, về chỉ cần đi tìm mua bí thôi ạ. Các bạn có thể cắt những hình thù khác nhé, theo sở thích của mỗi người nhé. Đây mình cắt hình phổ thông là hình bông hoa này ạ. Nó phổ thông ạ. Tết thì mình sẽ làm rất là nhiều ạ. Vừa biếu vừa cho vừa làm gia đình ăn ạ. Còn đây chỉ làm đơn giản như này thôi ạ. Xong rồi đấy ạ. Để tắt bếp nhé. Đừng kết tinh rất là ngon ạ. Đây mình sẽ cho luôn vào cái mứt gừng lúc trước mình đã làm ở video trước, bày ra. Cuối tuần làm này có bạn đi bè đến chơi ấy, cũng rất là đẹp ạ.
Phủ nhiều đường một chút thì nó sẽ khô lâu hơn ấy và nó không bị ướt đấy. Đúng, mùi vị như là ngoài hàng nhưng mà mình tự làm nên mình cảm thấy nó an toàn hơn đấy. Ăn hai loại mứt này này trộn với nhau này. Ngon thật các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ dừng video tại đây nhé. Nếu các bạn thích thì hãy làm thử giống mình nhé. Và đừng